tất cả mọi người. Được chưa? Xin cho chào vỗ tay nào. Ôi, Lý Trường rất vui hôm nay được về đến bản làng để giao lưu xuân về trên bản. Vâng, Lý Trường gửi đến bài hát bằng thiểu số, chứ không hát bằng đa số nữa. Mong các bạn cùng quý khán giả cho một chào vỗ tay thật lớn nhé. Nhớ cho xuân mùa,